Thưa quý vị, thời gian qua, tiến độ thực hiện dự án đường tỉnh 823D kết nối với thành phố Hồ Chí Minh còn khá chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có vướng công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn cát. Dự án đường tỉnh 823D trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 14 km, diện tích giải tỏa trên 105 hectare với gần 1.290 hộ và 5 tổ chức bị ảnh hưởng. Theo đánh giá, đến giữa tháng 9 này, giá trị khối lượng thực hiện dự án công trình đường tỉnh 823D mới đạt trên 280 trên 946 tỷ đồng, chưa đạt 30%. Trong đó, riêng năm 2023, vốn bố trí cho dự án đường tỉnh 823D là trên 416 tỷ đồng. Thế nhưng, đến giữa tháng 9, mới giải ngân gần 108 tỷ đồng, chưa đạt 26%. Bên cạnh đó, trong phạm vi thi công cống thoát nước, nền mặt đường của dự án đường tỉnh 823D còn chướng khoảng 20 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng thi công, cộng với việc khan hiếm nguồn cát chính là những nguyên nhân làm tiến độ của dự án này chậm hơn so với dự kiến.